Chào các bạn, ở đây mình đang có một sợi cáp Lightning rất là đặc biệt. Khi mà cầm vào thì mình cũng đã thấy được cái sự khác biệt của sợi cáp này so với các loại khác về mặt thiết kế của cái hộp này. Được làm bằng chất liệu là kim loại rất là sang trọng. Và ở đây chúng ta sẽ có những thông tin gây sốc, như là nó sẽ được bảo hành một đổi một trọn đời. Và nó sẽ sử dụng cái chất liệu là siêu bền này và chịu được lực 50kg. Và nó sẽ có chiều dài là 1,2m. Hơn thế nữa thì cái chiếc hộp này nó nổi bật bằng cái việc là hãng đã in dập nổi cái hình của sợi cáp lên đây, nhìn cực kỳ là đẹp. Còn ở mặt bên trong này thì mình sẽ thấy đó, khi mà họ mở hộp ra thì chúng ta sẽ có một cái sợi cáp Lightning, nó đơn giản vậy thôi, trong hộp chỉ có bấy nhiêu vậy thôi. Và đây chính là sợi cáp Lightning đến từ Energizer, rất là đặc biệt. Và cái phiên bản mình có đây là màu trắng ha. Và nó sử dụng một cái chất liệu cũng rất đặc biệt, đó là nhựa PET. Và với cái chất liệu nhựa này, nó sẽ mang đến một cái độ bền và cũng như là chắc chắn rất là cao. Và ở phía hai đầu này thì hãng cũng sử dụng một chất liệu là nhựa PET. Tuy nhiên thì các bạn có thể bẻ hoặc cũng như là xoay như thế này, nó rất là chắc chắn và nó sẽ cho một cái độ bền hơn 10.000 lần so với những sản phẩm khác. Và với sợi cáp Lightning này thì nó cũng được tích hợp luôn cái chuẩn MFI. Thì cái chuẩn này đến từ Apple và các bạn có thể sử dụng an tâm cho những cái thiết bị như là iPhone, iPad hoặc là iPod của mình. Đồng thời thì với sợi cáp này nó cũng sẽ giúp cho các bạn có thể truyền được dữ liệu một cách nhanh chóng khi mà các bạn sử dụng. Về mặt thiết kế thì mình thấy là cái sợi cáp này rất là nổi bật khi mà ở phía hai đầu nó được làm cách điệu bằng họa tiết là những cái bông hoa, nhìn rất là đẹp mắt và cũng như là tinh tế. Còn ở cái phần dây này thì nó làm theo cái dạng hình kiểu như vây cá, khi mà sờ vào thì cảm giác rất là thích tai. Và đặc biệt thì với sợi cáp này nó được bảo hành một đổi một trọn đời, có nghĩa là khi mà cái sợi cáp này nó bị bất kỳ một cái lỗi nào từ nhà sản xuất thì các bạn có thể đến và đổi lại cho chúng ta sử dụng. Giá của sợi cáp này là tầm khoảng 450.000 đồng. Theo mình thấy thì nếu mà các bạn nhìn vào thì bạn thấy hơi cao, nhưng mà với việc nó được bảo hành trọn đời như thế này thì mình nghĩ là nó không có cao chút nào và rất là xứng đáng đồng tiền bát gạo của chúng ta. Và các bạn thấy cái sợi cáp Energizer này như thế nào, có đáng mua hay không? Và theo các bạn thì các bạn có mua sợi cáp này hay không? Xin mời các bạn để lại comment bên dưới video này. Rất cảm ơn Energizer đã cho mình mượn cái sợi cáp này. Cảm ơn các bạn.